Chào mừng anh em có cùng cái đam mê là chăm sóc và huấn luyện chim cảnh, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Khiêu Nguyễn Vlog ha. Thì bên cạnh mình là em chim sáo nâu bạn. Chim sáo nâu này thì mình cũng đã lột lưỡi nó được một lần rồi ha. Thì hôm nay là cũng tầm tầm chắc cũng khoảng chừng một tháng rưỡi, gần 2 tháng rồi bạn. Thì mình kiểm tra cái lớp lưỡi của em chim chim sáo nâu nhà mình á, cái lớp sừng ở dưới lưỡi nó thì nó đã đóng cứng rồi ha, nó đã đóng cứng và mình có thể là mình tiến hành mình lột lưỡi lần hai cho nó rồi. Thì theo theo như bạn thấy á, cái em chim sáo nâu nhà mình á thì nó cái độ tuổi của nó bạn chắc tầm khoảng chừng 4 tháng tuổi thôi, 4 tháng tuổi ha. Và khi mà mình lột cái lưỡi lần thứ nhất cho nó thì nó mới có vừa biết tự mổ thức ăn khoảng chừng hơn hơn 1 tháng thôi bạn, là mình có thể là mình lột lưỡi lần thứ nhất cho nó được rồi. Cái vấn đề lột lưỡi nè là không phải là con nào mình cũng lột cái tầm khoảng tháng đó nhưng mà mình phải kiểm tra cái mặt lưỡi ở ở dưới cái lớp sừng ở dưới lưỡi nó, thử coi là cái lớp sừng đó nó đã đóng cứng chưa. Và đặc biệt một điều á, khi mà anh em lột lưỡi chim thì cần nhớ chuẩn bị cho mình một số dụng cụ cần thiết cho anh em, đó là có anh em có thể dùng chanh nè, chanh hoặc giả giấm anh em, cái gì mà chua chua á, cái chua á, nó cũng là một phần là nó để sát trùng cái mặt lưỡi ở dưới, và một phần thì nó làm mềm cái lớp lưỡi để cho mình lột nó dễ dàng hơn. Và thứ hai á, là anh em cần thiết nhất là phải để cho mình có một cái móng tay nè, có một cái móng tay thì nó hơi dài dài ha, để cho mình khạy cái lớp lưỡi ở dưới nó cũng được dễ dàng hơn. Và hôm nay khi Nguyễn lột lừa sẽ lột lưỡi em chim sáo nâu nhà mình lần thứ hai, và cũng muốn để cho anh em được biết là con chim lột lưỡi lần thứ nhất đến cái lần lột lưỡi lần thứ hai là nó cách nhau tầm khoảng bao nhiêu ngày, giá bao nhiêu tháng thì mình mới lột được lần thứ hai ha. Và ở đây khi Nguyễn cũng nhấn mạnh với anh em một điều, nếu mà anh em lột lưỡi cho chim sáo hay là những cái loại chim khác thì trước tiên mình cũng can cái thời gian tầm đó thôi, nhưng mà mình phải kiểm tra được là em chim nhà mình nó cái lớp sừng ở dưới mặt lưỡi nó đã đóng cứng chưa nha. Chứ nhiều khi anh em nghe khi Nguyễn nói là tầm khoảng tháng hoặc giả nửa tháng hay là 1 tháng rưỡi gì đó thì mình lột lưỡi, với khi vậy thì các bạn cứ đè ra các bạn lột lưỡi thì lúc đó cái lớp sừng nhiều nhiều con thì nó cái cách ăn uống với lại cái thể chất các bạn nó khác nhau, cho nên là mình không có thể nào mình cứ bám vào cái 1 tháng hay là nửa tháng mình lột một lần thì nó sẽ không chính xác ha. Mình sẽ kiểm tra trực tiếp vào cái lớp lửa ở dưới luôn để cho anh em được biết. Và đầu tiên thì mình cứ cắt cắt cái miếng chanh này một miếng nhỏ thôi bạn. Thì mình sẽ nặn nặn vào chén ha, rồi mình tha lên cái lớp, mình sẽ bắt cái chim sáo và mình tha lên cái lớp lưỡi nó rồi mình tiến hành mình lột thôi. Đây giờ thì mình cũng bắt được em chim sáo nhà mình rồi bạn. Chim nhà mình thì mình cũng thả ra, mình giống như là mình nuôi nhốt ở trong lồng thôi, nhưng mà tối hoặc giả buổi tối mình dành một ít thời gian ra mình chơi, mình cho mình giao lưu, mình tương tác với nó thì mình sẽ thả nó ra ngoài ha, và nó cũng bay cũng khá là giỏi. Và cái đặc biệt cái loài chim sáo này mà cái loài chim chim sáo này thì anh em nếu mà anh em nuôi khoảng chừng 1 năm á, là nó sẽ quen nhà quen cửa, anh em cứ thả ra thoải mái, nó sống như gà vậy anh em, nó sẽ chạy theo chân mình. Và mình lúc đó thì mình cũng chơi đùa nó cũng không có đi đâu hết nè. Đây mà sao mình trước tiên mình sẽ banh cái lưỡi ba banh cái miệng nó ra nè, rồi mình chấm cái nước chanh lên cho nó chấm lên cái lưỡi nó nè cho nó mềm ra ha, mình để tầm khoảng 1 phút thôi cho nó mềm mềm cái lớp lưỡi ra. Và đặc biệt là khi anh em lột á thì mình cũng nên giữ con chim sáo cho nó
chặt một xíu cho nó đừng có vùng vẫy nhiều quá, nó sẽ làm mất sức các bạn. Thì đây chanh mình sẽ tha đều lên cái lớp lưỡi nó, giống như mình để cho một phần để sát trùng, một phần thì để cho nó được mềm cái lớp lưỡi, lớp sừng ở dưới lưỡi ra bạn. Thì lúc đó mình sẽ tiến hành mình dùng cái móng tay ha, mình khậy cái lớp sừng ở dưới lưỡi nè. Giờ khi Nguyễn cũng hướng dẫn anh em một lần nữa cho anh em được biết ha, tại mình làm có một mình anh thì nhiều khi cái góc quay của mình nó bị khuất á, thì anh em cũng nhớ lưu ý ha, là mình chỉ lột cái lớp sừng ở dưới cái mặt lưỡi thôi, chứ mình không có đụng đến cái lớp ở trên nha. Nhiều anh em hỏi mình là nên lột cái lớp trên hay lớp dưới, thì mình sẽ nhấn mạnh một điều là anh em cứ lột cái lớp dưới nha, lột cái lớp sừng ở dưới thôi, chứ không 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 được lột ở trên nha. Đây mình sẽ khậy nó ra, nó có thể là làm đau con chim bạn, thì anh em có cố gắng thì mình làm cũng nhẹ tay ha, đừng có làm mạnh tay quá thì con chim mình nó sẽ quản mà. Đây, khi Mỹ đã khậy được cái lớp sừng ở dưới lưỡi đó rồi bạn. Bây giờ mình chỉ còn việc mình kéo ra thôi. Ở đây, bạn thấy mình đã kéo ra được một lớp sừng ở dưới cái lưỡi đó nè. Các bạn đừng có đụng địa gì đến cái mặt trên của cái lưỡi con chim hết nha bạn. Mình lột thì mình cũng lột nhẹ nhẹ thôi, chứ mình đừng có mạnh tay quá. Nhiều khi anh em mạnh tay quá thì sẽ làm chảy máu, giá mình làm đau con chim á bạn, con chim nó sẽ bị quản ha. Và đây khi Nguyễn đã lột lưỡi một lần cho nó rồi, thì lần này là lần thứ hai, thì mình cũng canh canh con chim là mình cách tầm khoảng chừng một tháng ngoài, có thể là 1,5 tháng đến 2 tháng. Nhiều anh em nếu mà anh em không có thời gian thì cứ canh khoảng tầm khoảng 2 tháng thì mình lột lưỡi một lần cho em nó cũng được. Và đây thì anh em thấy con chim sáo nâu của mình á, thì mình nuôi nó từ lúc nó mới có một lông ống thôi bạn, thì đến nay thì cũng tầm 4 tháng mấy thôi. Thì anh em thấy khi Nguyễn đã lột lưỡi 2 lần cho nó mình lột lưỡi là đúng cái phương pháp, đúng cái quy trình luôn, mà là mình làm sao để cho con sáo nó, các bạn nhớ lưu ý một điều trước tiên khi mình lột lưỡi là mình nên cho con sáo nó ăn cho nó no trước đi bạn, chứ mình đừng có để nó đói, là mình trong cái lúc mình lột lưỡi là cái lưỡi nó sẽ đau và nó có thể là bỏ ăn trong vòng mà nửa ngày hoặc giảm 1 ngày, có khi những con mà anh em lột mà nó đau quá nó có thể là bỏ ăn trong vòng 2 ngày luôn. Thì đó thì anh em nên cho nó ăn cho nó có thể là nó ăn no ha, để mình lột lưỡi nó có thể là cầm cự được trong vòng cái khoảng thời gian mà nó bị đau lưỡi, nó không ăn được thì nó cũng còn sống mà. Chứ để anh em nhiều khi anh em lột mà không không đúng cái phương pháp, không không đúng cái quy trình lột á, thì đâm ra con chim sáo mình nó sẽ chảy máu rất là nhiều và nó có dẫn đến là có thể là nó chết luôn ha. Thì qua đây khi Nguyễn cũng xin cảm ơn anh em và mọi người đã theo dõi cái video clip về cái việc mà mình lột lưỡi em chim sáo lần thứ hai nó như thế nào, và để hướng dẫn cho anh em cái cách mà lột lưỡi. Lột thì mình chỉ lột cái lớp sừng ở dưới cái mặt lưỡi ở dưới thôi, mình không đụng địa gì đến cái mặt lưỡi ở trên ha. Thì nếu mà anh em lột cái mặt lưỡi ở dưới ra, mình chỉ cần cạo nhẹ, mình có móng tay mình chỉ cần cạo nhẹ cái lớp sừng ở dưới thôi, đó là cái lớp sừng nó sẽ bong ra và mình sẽ dùng cái móng tay mình mà mình nắm mình kéo ra rất là nhẹ nhàng. Và các bạn thấy nếu mà mình làm đau nó hay là làm cho nó quạo thì cái lòi này là cái lòi mà nói chung là nó có thể là nó thù và nó nhớ rất là dai đó. Thì anh em thấy nó cũng tỏ ra nó cũng thân thiện với mình, nó cũng bay lên lưng lên vai hay lên đầu mình, nó ở trên trời đó nó vui đùa cho chứ nó cũng không có không phải là nó nhát lắm ha. Nhưng mà đặc biệt anh em nên nói chung là anh em nào mà nuôi chim sáo nâu
Sáo đen thì mình chưa chưa có nuôi, sáo non lên thì mình cũng không biết ha. Nhưng mà sáo sáo nâu á thì đặc biệt một điều là cái lòi này bạn, anh em bắt nó rất là khó, nhưng mà nó không có dạng để anh em bắt, nhưng mà nó cứ nếu mà nó được thả ra thì nó cứ bay nhảy hoặc là nó đi theo chân mình, nhưng mà mình bắt nó thì nó giống như là nó không muốn cho mình bắt các bạn. Thì anh em nào mà nuôi thì cũng cũng đừng có ngại cái vấn đề này ha, tại tại vì cái lòi nữa là như vậy. Giống như Thiên Nguyễn đang nuôi một con em chim nhộng nè, mình có thể là sờ, có thể là vuốt lông cho nó một cách rất là bình thường, mình có thể mình bắt nó cũng bình thường nữa. Nhưng mà cái lòi đó thì nhiều khi mình thả ra bạn, mình nhiều khi mình thả ra thì mình sợ nó bay ha. Còn cái lòi chim sáo nè thì đặc biệt một điều là mình sờ mình vuốt ve nó, nhiều khi nó không chịu, nó không chịu, và mình thả ra thì mình không sợ nó bay, tại vì nó khi Nguyễn mới nuôi tầm khoảng chừng 4 tháng thôi, nó thì nó cũng tỏ ra là giống như nó thân thiện, nó quen nhà quen cửa, nó cũng không bay đi đâu bạn. Bây giờ mình có đem ra mình thả ra ngoài thì nó cũng chẳng bay ha, thì nó có vòng 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 ở nhà, có thể tại khi Nguyễn ở ở đây là ở trọ bạn, thì mình cũng hạn chế mình thả ra ngoài. Nếu mà nhà thì nó rộng, mình thả ra thì nó có thể bay ra bay vô thì cũng cũng có thể ok ha. Còn đây ở trọ nhiều khi nó bay qua trọ người khác thì làm phiền người khác nữa, mà cái giống này nó ị cũng rất là nhiều, cho nên là mình sợ nó ị lên đồ người người này người kia, cái đâm ra nó phiền phức thôi. Chứ thực tế mà nói giờ mình thả ra cũng bình thường, mình nuôi tầm 4 tháng nay rồi thì mình thả ra một cách nó cũng không có đi đâu hết, nó cứ lẩn quẩn. Nhưng mà trọ thì nó giống nhau hết, nhiều khi nó bay vô trọ người khác thì mình thấy mình phiền thôi. Thôi nói chung thì Khi Nguyễn cũng cảm ơn anh em và các bạn một lần nữa đã theo dõi cái video của mình. Thì qua đây là cái cách Khi Nguyễn chia sẻ với anh em về cái cách lột lưỡi chim và bao nhiêu tháng, và mình có cần kiểm tra trước khi lột hay không, thì Khi Nguyễn cũng muốn chia sẻ cho mọi người được biết. Thì thông qua cái video này thì Khi Nguyễn cũng muốn nhấn mạnh với anh em một điều là khi nào mà anh em mà đã chơi chim lâu, đã chơi chim mà nói chung đã có kinh nghiệm trong việc chơi chim rồi, nếu mà thấy Khi Nguyễn chia sẻ có gì thiếu sót thì hãy bổ sung cho mình bằng cách mà comment ở dưới video để góp ý thêm ha. Còn nếu mà anh em nào mà đang chơi chim và có ý định lột lưỡi chim mà chưa biết lột như thế nào, thì nếu mà xem video của mình có thấy hay và hữu ích, có thể là giúp ích được cho anh em một phần nào đó trong cái việc chăm sóc những em thú cưng, thì hãy nhớ like và chia sẻ kênh ủng hộ mình nhé. Thôi, Kiều Nguyễn cũng xin thân mến chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui và thành công cho cuộc sống nha.